Việt Nam đã có trường hợp đầu tiên bị nhiễm nCoV là trẻ em bé gái mới 3 tháng tuổi Tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc công bố tỷ lệ tử vong vì nCoV Vũ Hán không phải là địa phương có số người tử vong cao nhất Hồng Kông Trung Quốc sơ tán người dân tại chung cư do lo ngại nCoV lây lan qua đường ống nước Thải Thế giới chạy đua tìm thuốc đặc trị Vắc xin phòng ngừa nCoV Xin kính chào quý vị, đây là bản tin toàn cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV của Trung tâm tin tức VTV24 Đại truyền Việt Nam Hãy cùng đến với thông tin đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay Ngày hôm nay thì Bộ Y tế Việt Nam đã ghi nhận trường hợp thứ 15 nhiễm nCoV còn trên thế giới, tính đến 16 giờ ngày hôm nay, 11 tháng 2, số người tử vong vì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona trên toàn cầu đã tăng lên 1.018 người và có hơn 43.000 ca nhiễm bệnh được ghi nhận. Trở lại với ca dương tính thứ 15 với nCoV, đáng chú ý đây là trường hợp bệnh nhân nhỏ tuổi nhất ở Việt Nam. Cháu bé mới 3 tháng tuổi ở xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên của tỉnh Vĩnh Phúc và bé chính là cháu ngoại của bệnh nhân nhiễm nCoV trước đó. Ngày 28 tháng 1, bé được mẹ đưa sang nhà bà ngoại chơi và hai mẹ con cùng ở nhà bà ngoại trong 4 ngày tại Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Bà ngoại của bé có liên quan đến một trong 8 người từ Vũ Hán về đã được điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương và mới được ra viện. Sau khi xác định bà ngoại bị mắc bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành điều tra lập danh sách người tiếp xúc gần, trong đó có bé và mẹ bé. Đến ngày 6 tháng 2, bé có biểu hiện ho, chảy nước mũi. Ngay sau đó, cơ quan y tế đã lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Mẹ của bé cũng đang được theo dõi đặc biệt, lấy mẫu bệnh phẩm và đang chờ kết quả. Hiện hai mẹ con đang được cách ly cùng nhau và sức khỏe ổn định. Trong tình hình hiện nay thì câu hỏi được nhiều bậc phụ huynh quan tâm À, chính là những nguy cơ cao nào sẽ có thể khiến cho trẻ bị nhiễm virus nCoV, những biện pháp phòng tránh nào cần đặc biệt lưu tâm. Và ngay trong chiều ngày hôm nay, phóng viên của chúng tôi cũng đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương về cách phòng dịch cho trẻ em. Bệnh nhiễm nCoV thì cũng tương tự như các nhiễm virus khác sẽ lây truyền qua hai cái đường chính, đó chính là cái đường tiếp xúc. Trên bề mặt vệ sinh và cái thứ hai là những cái giọt bắn Thế do vậy là với hai cái này thì đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo được cái môi trường sạch sẽ Tức là chúng ta sẽ giảm bớt được cái vấn đề về tiếp xúc Tức là trên bề mặt ở trong phòng, nơi sinh hoạt của các em bé là phải được giữ gìn sạch sẽ Được tiệt trùng, lau chùi, sạch sẽ Vấn đề thứ hai nữa là cái giọt bắn đó thì người lớn đôi khi sẽ là vô tình nếu như mà ôm ấp trẻ hôn hít trẻ đấy là những cái mà có thể gây ra những cái tình trạng giọt bắn mà cái người 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 nhiễm có thể lây cho các cháu thế do vậy là giảm bớt những cái hành động đó thế và đặc biệt là trên cơ thể của các cháu thì cái vệ sinh cá nhân là một vấn đề rất là quan trọng giữ gìn cho các cháu ấm ở trong cái thời tiết mùa đông này ở trong cái môi trường ấm ở trong thời tiết mùa đông thế và cái mũi họng của cháu các cháu thì có thể cháu mà biết xúc miệng thì có thể xúc miệng bằng những cái nước xúc miệng hoặc nước muối thôi để cho nó sạch sẽ Tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, một số liệu thống kê mới đây hẳn sẽ khiến cho không ít người phải giật mình. Tỷ lệ tử vong do chủng mới của virus corona ở tâm dịch Vũ Hán hóa ra đang chỉ xếp thứ hai khi so với thành phố Thiên Môn Sơn. Theo tờ Straits Times, giới chức tỉnh Hồ Bắc và hôm qua, mùng 10 tháng 2 đã lần đầu tiên công bố tỷ lệ số ca tử vong do chủng mới của virus corona gây ra. Dù thành phố Vũ Hán, tâm điểm của dịch bệnh có tỷ lệ tử vong là 4,06%, nhưng cũng chỉ xếp thứ hai trong danh sách những thành phố có tỷ lệ tử vong vì dịch bệnh ở Trung Quốc. Với tỷ lệ tử vong là 5,08%, thành phố Thiên Môn Sơn đã trở thành nơi có tỷ lệ tử vong cao nhất tại Hồ Bắc cũng như là trên toàn quốc. Quan chức Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết tỷ lệ tử vong cao tại tỉnh Hồ Bắc có nguyên nhân chủ yếu là do hầu hết ca bệnh nghiêm trọng tập trung tại các bệnh viện lớn nơi đang thiếu trầm trọng giường bệnh, thiết bị y tế cũng như là nhân viên y tế chuyên nghiệp. Còn tại Hồng Kông, Trung Quốc, sáng sớm nay, người dân ở một khu trung cư tại quận Thanh Y đã được sơ tán sau khi nhà chức trách lo ngại là hai bệnh nhân nhiễm nCoV tại đây đã lây bệnh cho nhau qua việc tiếp xúc với dịch từ đường ống chất thải nối nhà vệ sinh của cả hai căn hộ. Được biết là đường ống này có chỗ hở và nhà chức trách lo ngại virus trong chất thải có thể tiếp tục lan sang nhà vệ sinh ở các căn hộ khác. Cư dân ở trong những căn hộ cũng có vấn đề hở đường ống nước thải trong khu chung cư này, dù không có biểu hiện bệnh cũng sẽ phải cách ly 14 ngày. Những người có triệu chứng thì được xét nghiệm phát hiện virus. Hiện Hồng Kông Trung Quốc có 42 ca bệnh viêm đường hô hấp cấp do ncov, trong đó một người đã tử vong. Trong khi đó, thế giới đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nghiêm trọng các thiết bị bảo hộ y tế trong cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Đây là cảnh báo mới nhất của Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Hãng tin Reuters cho hay, dù các doanh nghiệp tại Trung Quốc tăng cường sản xuất, nhưng nhu cầu về thiết bị bảo hộ y tế như áo choàng, khẩu trang, găng tay và các thiết bị bảo hộ khác vẫn thiếu nghiêm trọng. WHO đã gửi các bộ xét nghiệm, khẩu trang, găng tay, máy hỗ trợ thở và áo choàng y e bác sĩ tới các khu vực chịu ảnh hưởng của dịch bệnh này, nhưng cũng chỉ hỗ trợ được một phần nhỏ. Trong khi đó, tại Pháp, một công ty sản xuất khẩu trang chuyên dụng đang làm việc tăng ca tất cả các buổi đêm và cuối tuần nhằm hoàn thành sớm các đơn đặt hàng để gửi vật tư y tế về cho Vũ Hán. Thế giới đang đối mặt với sự thiếu thiết bị bảo hộ và vật tư y tế nghiêm trọng tôi sẽ nói chuyện với các nhà sản xuất để thành lập chuỗi cung ứng hậu cần cho dịch lần này, cũng như xác định được những điểm nóng đang cần hỗ trợ vật tư y tế khẩn cấp để phân phối. Cần phải làm gì để mà giải quyết thực trạng khan hiếm thiết bị bảo hộ y tế? Tại Việt Nam chúng ta thì các giải pháp mạnh đang được tăng cường. Trong lúc trên thị trường đang khan hiếm khẩu trang y tế để phòng chống dịch nCoV, thì một số đối tượng đang có hiện tượng gom khẩu trang y tế để vượt biên mang sang Trung Quốc bán kiếm lời. Vào chiều qua tại khu vực vùng biên thuộc huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, trên 100.000 chiếc khẩu trang y tế đang trên đường xuất lậu đã bị lực lượng quản lý thị trường số 7 phối hợp với công an huyện phát hiện bắt giữ. Đối tượng bị bắt giữ là Lê Bằng Giang sinh năm 1991 trú tại tỉnh Hà Nam đã sử dụng xe tải để vận chuyển 103.000 chiếc khẩu trang để tìm cách xuất lậu sang Trung Quốc để bán kiếm lời. Đối tượng khai nhận toàn bộ số khẩu trang trên được mua gom từ trong nội địa bán sang Trung Quốc để ăn tiền tranh lệch hàng chục lần. Hai ngày trước cũng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, hơn 20.000 chiếc khẩu trang đang trên đường tuần sang bên kia biên giới đã bị phát hiện. Bên cạnh đó, liên tiếp trong những ngày vừa qua, nhiều đường dây sản xuất nước rửa tay công nghệ sô trậu không bảo đảm chất lượng đã bị cơ quan chức năng phát hiện. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã đột kích vào một nhà xưởng của công ty cổ phần dược phẩm Thiên Y Việt có trụ sở tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình. Tại hiện trường, 30 công nhân vẫn đang trong tình trạng sang chiết, chế tạo nước rửa tay bằng những công nghệ thô sơ không đảm bảo vệ sinh. Hơn 8.000 chai nước rửa tay kháng khuẩn cùng hàng trăm lít nguyên liệu không hóa đơn chứng tử không rõ nguồn gốc xuất xứ. Sở Y tế tỉnh Thái Bình đã có kết luận các loại nước rửa tay trên không đảm bảo chất lượng, không đúng quy trình pháp luật. Một ngày trước, tại Hà Nội, lực lượng quản lý thị trường cũng đã phát hiện một số cơ sở sản xuất nước sát khuẩn, nước rửa tay khô cũng bằng công nghệ xô chậu tại khu nhà ở cán bộ Viện Quân Y 103, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì. Chủ cơ sở khai nhận là mua cồn 90 độ, sang chiết từ các can 50 lít ra chậu, pha cùng dung dịch glycerin với nước tinh khiết và đóng vào các chai lọ để bán ra thị trường. Còn trên không gian mạng, lợi dụng nhu cầu tăng cao của người mua, không ít người bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử đã tăng giá bất thường mặt hàng khẩu trang, tăng giá vận chuyển, giao thiếu sản phẩm, giao sản phẩm không đúng như cam kết những hành vi này đã bị cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ công thương cùng các website sản giao dịch thương mại điện tử tiến hành kiểm tra giả soát xử lý gỡ bỏ các sàn thương mại điện tử như sendor.vn, shopee.vn, lazada.vn, tiki.vn đã triển khai các biện pháp kỹ thuật bộ lọc, nhân sự kiểm điểm, ngăn chặn loại bỏ các hành vi vi phạm để không xảy ra hiện tượng tăng giá bất thường khẩu trang kháng khuẩn và những sản phẩm liên quan tới công tác phòng chống dịch bệnh. Đến nay đã có 18.000 sản phẩm vi phạm bị xử lý, 700 gian hàng bị khóa, trong đó Lazada đã xử lý trên 200 chủ bán hàng, Shopee xử lý gần 300 nhà bán hàng. Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc ghi nhận tới 108 ca tử vong mới chỉ trong hôm qua, mức cao nhất trong một ngày trên khắp cả nước. Và Việt Nam chúng ta thì ghi nhận trường hợp nhiễm virus nCoV là trẻ em đầu tiên, cho thấy là dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV ngày càng diễn biến phức tạp. Và những ngày qua thì có một câu hỏi nhiều khán giả gửi đến cho chúng tôi đó là không biết khi nào thì thế giới mới có thể tìm ra thuốc đặc trị và vaccine phòng ngừa nCoV. Chúng tôi đã mời tới trường quay của trung tâm tin tức VTV24 đài truyền Việt Nam ông Đỗ Tuấn Đạt, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vaccine và sinh phẩm số 1 và Biotech giải đáp phần nào những thắc mắc này. Xin chào ông, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin mời ông. Thưa ông, câu hỏi đầu tiên mà tôi cũng như là rất nhiều quý vị khán giả đang rất là quan tâm trong tình hình dịch bệnh có thể nói là đang ngày một gia tăng và lây lan như hiện nay thì việc nghiên cứu sản xuất vaccine phòng bệnh do anh Covid liệu có nhiều triển vọng ở Việt Nam chúng ta hay không ạ? Đối với một cái sản phẩm vaccine thì ngoài cái việc là những cái nghiên cứu trong phòng thí nghiệm thì đòi hỏi là phải có những cái đánh giá trên phòng thí nghiệm những cái kháng nguyên đó hay là những cái protein đó đã có cái hiệu quả hay chưa. Cái thứ hai là cần có những cái đánh giá trên động vật và cuối cùng là những cái đánh giá trên người mới ra được những kết quả cuối cùng. Hiện nay Việt Nam thì là hoàn toàn là trong cái quá trình mà chúng ta cùng làm nghiên cứu song song đối với thế giới. Đối với nhóm nghiên cứu chúng tôi thì các bạn cũng đã sang tận bên Anh làm việc tại phòng các phòng thí nghiệm tại các trường đại học của Anh và hàng ngày thì chúng tôi cũng vẫn cứ trao đổi với nhau về cái cái tiến trình là làm sao mình có thể sớm được có được các cái protein hoặc là những cái kháng nguyên để mình đưa về thử nghiệm ở trên động vật cũng như là để thử nghiệm trên người. Dân. Phải mất bao nhiêu lâu mình có thể sản xuất và đưa vào áp dụng đối với những bệnh nhân hiện tại? Hiện nay thì như chúng ta đều biết thì một cái vaccine thông thường để mà có thể ra đời được thì mất từ 5 đến 10 năm. Trong cái đợt ncov này thì thực sự là đối với các nhà khoa học trên thế giới thì người ta gọi là cuộc chạy đua để làm sao mình có được vaccine sớm nhất. Và nhiều các cái nghiên cứu cũng đã nói ra rằng là chỉ có chỉ cần 6 tháng là mình đã có thể có được cái vaccine để thử nghiệm trên người. Thực ra thì rõ ràng là y tế của Việt Nam chúng ta đã có những bước tiến rất là quan trọng, uh, có những cột mốc rất quan trọng đối với thế giới. Chúng ta nhìn phải nhìn lại vào năm 2003 khi mà dịch SARS uh, hoành hành đúng không ạ? Việt Nam chúng ta là quốc gia đầu tiên có thể thành công là đẩy lùi dịch SARS. Đúng không vâng, ạ? Đúng vâng. ạ. Cái cái điều này thì nó cũng đã thể hiện rõ là uh, ngay cả cái việc mà chúng ta các cái cái thiết lập các cái hệ thống về uh, về kiểm soát dịch bệnh rồi là chúng ta khuyến cáo người dân trong cái việc là uh, sử dụng những cái biện pháp phòng hộ an toàn cho họ thì đấy là những cái nó cũng đã góp phần rất lớn trong cái việc đẩy lùi dịch bệnh rồi và chúng tôi cũng tuy là những nhà sản xuất vaccine trách nhiệm của mình thì cũng bên cạnh cái việc là là làm vaccine để phục vụ cho cộng đồng thì cũng cũng luôn luôn cũng có một cái mong muốn đấy là cũng cũng có thể là đối với dịch bệnh có khi mình không cần đến vaccine để mà phòng bệnh vì mà sao tự à? tự cái 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 cộng đồng tự người dân người ta nhận thức được dịch bệnh người ta tự chủ động phòng bệnh thì cái vai thì có khi đến không chúng ta không cần vaccine cái minh chứng cụ thể là đối với dịch sát sát trên thế giới hiện nay cũng chưa có một vaccine thương mại nào về 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 sát cả vì dịch bệnh đã được đẩy lùi từ các cái các cái biện pháp phòng bệnh chủ động cũng như là cộng đồng cũng như người dân tham gia vào đó một lần nữa xin được cảm ơn ông Đỗ Tuấn Đạt đã tham gia cùng với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay và thưa quý vị ở bên cạnh việc tìm ra vaccine chống lại virus ncov thì nhiều quốc gia các hãng dược và viện nghiên cứu trên thế giới cũng đang chạy đua với thời gian để mà tìm thuốc đặc trị ngừa virus corona mới trong đó có việc sử dụng những loại thuốc đã dùng trong việc điều trị những chủng bệnh khác Kể từ ngày mùng 3 tháng 2 vừa qua, Trung Quốc đã bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 3 hoạt chất kháng virus có tên Remdesivir đối với bệnh nhân nhiễm virus nCoV. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng Remdesivir có hiệu quả trong việc ức chế sự phát triển của chủng virus corona mới trong ống nghiệm. Các thử nghiệm hoạt chất này trên chuột và khỉ nhiễm bệnh đã cho thấy dấu hiệu tích cực về khả năng tiêu diệt virus corona mới. Theo kế hoạch, chương trình thử nghiệm này sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 4 tới. Trung Quốc sẽ áp dụng thử nghiệm với 270 bệnh nhân nhiễm nCoV tình nguyện tham gia điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Trung Nhật ở thủ đô Bắc Kinh. Tờ Nhật báo Trung Quốc trích lời các chuyên gia y tế cho hay thuốc phải được tiêm tĩnh mạch, hiện mới chỉ được đưa vào điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus Ebola. Trong khi đó, các bác sĩ ở Bệnh viện Zazaviti ở Bangkok, Thái Lan cũng đã thử nghiệm cho 3 bệnh nhân nhiễm virus corona mới ở thể nặng. Dùng hỗn hợp thuốc điều trị HIV Kaletra và thuốc chống cúm Tamiflu có chứa hoạt chất oseltamivir, kết quả cho thấy 48 giờ sau khi dùng thuốc, một bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Tamiflu cũng từng được dùng để điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus MERS-CoV. Các bác sĩ tại Pháp cũng đang thử nghiệm lâm sàng phương pháp sử dụng thuốc kết hợp Kaletra với protein interferon nhằm kháng virus, kết hợp với tăng cường hệ miễn dịch cho bệnh nhân. Các nhà khoa học tin rằng thay vì cần cả chục năm mới tìm ra được hóa chất mới, thì việc sử dụng lại những loại thuốc đã điều trị thành công những bệnh cũ cho các loại bệnh mới sẽ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Ngay sau đây chúng tôi sẽ cập nhật thêm những thông tin về các nghiên cứu liên quan đến dịch nCoV trên toàn thế giới. Giới chức Đài Loan Trung Quốc đã xác nhận ca nhiễm nCoV thứ 18 và đây là trường hợp đầu tiên không có các triệu chứng nhiễm bệnh. Cơ quan giám sát dịch bệnh của Đài Loan cho biết Bệnh nhân này trước đó đã đáp chuyến bay tới Italia, quá cảnh tại Hồng Kông, Trung Quốc ngày 22 tháng 1 và trở về Đài Loan, Trung Quốc vào ngày 1 tháng 2 với bố mẹ và anh trai. Theo cơ quan trên, bố mẹ và anh trai của bệnh nhân này đã được xác nhận nhiễm nCoV và đều xuất hiện các triệu chứng như ho sốt, nhưng cho đến nay, bệnh nhân này chưa xuất hiện triệu chứng nào. Nhiều tờ báo như Straits Times của Singapore hay The Independent của Anh đều đăng tải thông tin virus corona mới có thể ủ bệnh tới 24 ngày, tức là kéo dài thời gian ủ bệnh so với công bố của Tổ chức Y tế Thế giới hơn 10 ngày. Tuy nhiên, đây là thông tin chưa được kiểm chứng và xác nhận kết quả trên diện rộng. Theo các bài báo này, chỉ có duy nhất một bệnh nhân Trung Quốc có thời gian ủ bệnh lâu hơn các bệnh nhân khác. WHO giải thích rằng thời gian ủ bệnh trung bình là 5,2 ngày, nhưng cũng tùy thuộc vào tình hình sức khỏe của bệnh nhân, cũng như theo thời gian tiếp xúc của bệnh nhân với nguồn lây bệnh. Tạp chí khoa học Science Alert công bố, tiêu chảy có thể là con đường lây lan thứ hai của virus corona mới. Trước đó, con đường lây bệnh chính được cho là do dịch chứa virus bị phát tán khi người bệnh ho. Kết quả dựa trên nghiên cứu 138 bệnh nhân tại một bệnh viện ở thành phố Vũ Hán thì có 14 người có triệu chứng tiêu chảy, buồn nôn trong từ 1 đến 2 ngày trước khi bị sốt và khó thở trong khi chờ đợi vaccine hay là thuốc đặc hiệu trị ncov hãy cùng với chúng tôi đến một giải pháp phòng bệnh thú vị khác trên thế giới với tiêu chí là hạn chế tiếp xúc nơi đông người thì tại mỹ một con robot trên quảng trường thời đại ở thành phố new york có thể cung cấp những thông tin mới nhất về diễn biến của virus corona mới đang lây lan ở nhiều nước trên thế giới nhằm giúp cho người dân ở thành phố không ngủ này thêm cảnh giác trước dịch bệnh những hình ảnh này cũng sẽ khép lại bản tin toàn cảnh phòng chống dịch nCoV của Trung tâm tin tức VTV24 Đài truyền Việt Nam. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong các hệ thống bản tin của Trung tâm tin tức VTV24 và trên chuyên trang y tế 24 h vtv vn Xin cảm ơn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc đã đồng hành cùng chúng tôi để thực hiện bản tin này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Robot mang tên Romobot cao 1,5m đang hoạt động ở quảng trường thời đại New York từ ngày hôm qua, mùng 10 tháng 2, để giúp cung cấp thông tin về chủng virus corona mới. Phần trước của robot có gắn một màn hình cảm ứng giống như iPad, hiển thị bằng câu hỏi ngắn về các triệu chứng nhiễm virus. Người qua đường chỉ cần trả lời những triệu chứng phổ biến như có sốt hay không bằng cách chạm vào màn hình. Nếu nhấn nút trả lời không, người hỏi sẽ nhận được câu trả lời để yên tâm rằng mình không nhiễm bệnh. Những người đi qua có thể dừng lại để trả lời bằng câu hỏi hoặc thậm chí là trò chuyện với người máy này. Thật thú vị. Tôi biết khá nhiều thông tin bổ ích mà chẳng cần đọc báo. Cách làm này thông minh quá đi mất. Trưởng phòng kinh doanh của công ty chế tạo robot cho rằng việc áp dụng công nghệ để hạn chế giao tiếp đồng thời cung cấp những thông tin thiết yếu cho người dân trong hoàn cảnh này là hết sức cần thiết. Chúng tôi đã viết một phần mềm đặc biệt để phát hiện các triệu chứng của virus corona mới. Chúng tôi hiểu vấn đề này quan trọng như thế nào, mọi người lo lắng ra sao và cách để người dân yên tâm nhất là cung cấp thông tin càng chi tiết, càng dễ hiểu cho họ. Hiện New York có 5 người từng được xét nghiệm virus corona mới, trong đó có một trường hợp đang phải cách ly theo dõi.